Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Dự kiến tháng 9 tới đây, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận của UNESCO, ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức lễ đón nhận và lễ hội. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải hướng dẫn người dân áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trong canh tác lúa, đặc biệt ở các khu vực có hoạt động du lịch trọng điểm. Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ và huyện Mù Căng Chải rà soát cơ sở hạ tầng cùng các sản phẩm du lịch, phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức lễ đón nhận và lễ hội đảm bảo yêu cầu. Hiện tại các địa phương đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện đón, phục vụ khách du lịch an toàn, đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện truyền thông với nhiều hình thức về kích cầu du lịch Yên Bái năm 2022 với chủ đề Yên Bái điểm đến an toàn, hấp dẫn và ấn tượng. Không chỉ đồng hành cùng sinh viên trong học tập rèn luyện, Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ còn đẩy mạnh việc hợp tác kết nối với các đơn vị doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội việc làm cho các em. Trong đó, Ngày hội Việc làm là hoạt động được nhà trường duy trì hiệu quả từ nhiều năm nay nhằm thực hiện cam kết việc làm với sinh viên. Sau một năm phải tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Ngày hội Việc làm năm 2022 đã được Trường Đại học Hùng Vương tổ chức trực tiếp trở lại trong niềm vui của cả sinh viên và doanh nghiệp. Hơn 100 doanh nghiệp tại Phú Thọ và các tỉnh lân cận đã mang tới Ngày hội Việc làm hơn 3.600 vị trí việc làm ở các lĩnh vực như kinh tế, ngôn ngữ, văn hóa du lịch, nông lâm, ngư nghiệp và sư phạm. Giữa Trường Đại học Hùng Vương và công ty chúng tôi thì có sự liên kết rất là tốt khi mà trường liên tục trao đổi thông tin và phối hợp để cử các bạn sinh viên năm 3, năm cuối về thực tập tốt nghiệp và thực tập chuyên môn tại chúng tôi. Vì vậy mà chúng tôi đánh giá là chất lượng đào tạo của trường rất là tốt. Các bạn sinh viên có những kỹ năng, kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc nhóm, thái độ làm việc rất là tốt, thì phù hợp với doanh nghiệp chúng tôi. Tham gia Ngày hội Việc làm, các sinh viên, đặc biệt là các tân cử nhân của nhà trường đã có cơ hội được giao lưu, tiếp cận với nhiều thông tin hữu ích về nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường. Nhiều em đã tìm được việc làm ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp. Năm nay thì do tình hình dịch cũng đã ổn định trở lại nên là chúng em được tham dự trực tiếp và đây là điều mà chúng em luôn mong chờ. Và chương trình thì đã có cơ hội để giúp cho chúng em được tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp. Việc kết nối các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo của Trường Đại học Hùng Vương thì là một trong những cái nội dung của chuỗi cái hoạt động về thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo theo nghị quyết của Đảng ủy nhà trường. Và hiện nay thì Trường Đại học Hùng Vương đã ký kết với hơn 100 đối tác trong và ngoài nước. Năm học 2022-2023, Trường Đại học Hùng Vương tiếp tục tuyển sinh 30 mã ngành thuộc 7 nhóm ngành đào tạo với gần 1.000 chỉ tiêu. Ngày hội Việc làm cũng là một trong những cơ sở để nhà trường có thể điều chỉnh chương trình và phương pháp tổ chức đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu về nguồn lực, nhất là nguồn lực có trình độ cao, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Thời gian vừa qua, giá thép, xi măng, cát tăng cao làm cho các nhà thầu xây dựng công trình kết cấu hạ tầng ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu gặp nhiều khó khăn. Nếu dừng thi công để chờ vật tư hạ giá thì chậm tiến độ công trình, vi phạm hợp đồng, còn nếu tiếp tục thi công thì thua lỗ lớn. Trong quý 1 và đầu quý 2 năm 2022, các doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng đều nhận được thông báo tăng giá từ các nhà cung cấp các loại vật liệu xây dựng. Không chỉ giá sắt thép tăng cao mà gần như giá tất cả các loại vật liệu như xi măng, cát, đá, nhôm kính đều tăng. Theo tính toán của nhiều chủ thầu xây dựng, mỗi công trình chỉ lãi khoảng 5%, trong khi giá vật liệu xây dựng tăng trong thời gian qua vượt quá mức 10%. Qua khảo sát thực tế cho thấy, do hầu hết các chủ đầu tư đều sử dụng loại hợp đồng trọn gói hoặc đơn giá cố định không điều chỉnh ở thời điểm ký kết nên phải tự bù lỗ khi giá nguyên vật liệu tăng. Về lâu dài, cần có chính sách bình ổn giá vật liệu xây dựng và xây dựng đơn giá vật liệu xây dựng sát với giá thị trường, tránh tình trạng khi giá vật liệu xây dựng tăng cao, nhiều nhà thầu thi công cầm chừng, ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công và hiệu quả phục hồi kinh tế. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Tây Bắc chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.